Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Twitter lại về thêm một mẫu T10 Pro. Đấy, thì dòng T10 Pro thì khoảng tầm giữa năm 2021 thì nó về rất là nhiều, nhưng hiện tại thì nó đứt hàng và hiện tại thì nó mới về thêm được mấy xe này. Hiện tại con này nói chung Twitter á, thì ví dụ như một dòng T10 á, mà nó thay đổi cái bộ truyền động hoặc là cái vành thì nó sẽ thay qua một mã khác. Nói chung là rất là nhiều mã và rất là nhiều giá. Thì đối với con này á thì nó sử dụng cái vành nhôm này, bản cao 4 phân và cái gì ạ? Cái bộ truyền động của Tiara 3 món nha. Đó. Quay thử một chút xíu như vậy là để thấy nó rất là ok. Thì con này hiện tại giá của nó là 21.300.000 đồng anh chị nhá. Đấy, thì ở đây là khung carbon này, khung là khung carbon này. Vành này là vành của Retropack, full mặt đạn luôn, siêu trớn. Đấy. Và đối với rúp của Tiara, tức là bộ truyền động của Tiara thì chúng ta có gì ạ? Có phía trước 2 đĩa và phía sau là 10 lít cho chúng ta 20 tốc độ. Thì các anh chị mua về thì có thể trải nghiệm được nhiều cái tốc độ hơn. Đấy, trải nghiệm được nhiều cái cảm giác hơn. Cái này thực ra là nếu mà đi chung với team á, thì cũng không bị bỏ đâu. Nếu mà mình có đủ sức khỏe, đấy, team này là team bình thường thôi, team bán chuyên thôi, không phải là team chuyên nghiệp chạy nhiều đâu. Con này đội chạy một ngày khoảng tầm độ 50 đến 70 cây đổ lại thì rất là ok, không vấn đề gì hết. Bộ số của mình là 2x10, thực ra là mình xài không hết, mình xài đâu khoảng tầm được 3-4 lít thôi. Đấy. Thì nếu mà mình chỉ có nhu cầu cỡ đấy thôi thì mình đi con đấy là ok nhất, đúng không ạ? Thì em xin tóm tắt lại một số cái điểm nhấn của xe này. Đầu tiên là khung carbon rất là nhẹ đấy, ví dụ như kẹt xe thì mình rất là tiện, mình mang vác đúng không ạ, cực kỳ nhẹ luôn, nó chưa tới 9 kg. Đấy, con xe này nó chưa tới 9 kg, bỏ bàn đạp vào thì chắc tầm 9 kg đổ lại. Và cái gì ạ, cái thứ hai là đó, điểm nhấn thứ nhất là khung carbon nó nhẹ rồi, cái thứ hai là gì, cái phần giò dĩa ở đây nè, mình thấy ở đây là nó sử dụng công nghệ CNC á, tức là trong cơ khí á, thì cái phần này họ làm rất là thẩm mỹ, và cái răng của nó cũng như là cái bản, cái độ dày của giò dĩa ấy, nó rất là dày. Một số dòng Twitter thì mình thấy là để nhằm giảm giá thành ấy, thì người ta làm cái chỗ này nó hơi gọi là hơi mỏng một xíu, nhưng riêng con này dòng T10 này thấy rất là dày. Cái thứ ba, cái nữa là gì ạ? Số răng ở đây là 53-4. Đấy, 53-4 thì cũng gọi là cơ bản dành cho người châu Á mình. Đấy, ví dụ như ở bên Tây thì người ta hay chạy 52, 36 và 53, 39, nhưng ở châu Á mình thì phổ biến là 53-4 thôi. Anh em cứ chạy thôi, nhiều bác cũng quan tâm số răng thì nó cũng cần thiết thật. Nếu mà chúng ta đạp chuyên thì cần thiết, còn nếu mà đạp chơi chơi hội nhóm thôi thì tầm này là ok nhất rồi. Thật ra một con xe khoảng tầm 21, 22 triệu nó cũng không hề rẻ. Đấy, phải đam mê lắm, phải đam mê với lại có tiền tài chính lắm. Đấy, có tầm tài chính tốt tốt tí thì mới sở hữu được nó. Chứ còn những cái xe bình thường nó khoảng tầm 5, 6 triệu nó khác, đúng không ạ? Đấy, phanh của này là phanh của Retropack anh chị nhá, phanh Retropack bóp thì rất là dính. Đấy, cốt yên này là cốt yên dẹp và yên này là yên Twitter. Đấy, thì cái cụ đề giữa nè, cụ đề sang số trước, cụ đề sang số sau và tay lắc này là xài group của ba món của Shimano Tiara. Đấy, thì anh chị lưu ý dùm em, cái vỏ này là vỏ của Maxxis. Đấy, Maxxis anh chị nhá, 700 nhân với lại 25, 700 nhân 25. Đấy, thì những cái điểm cơ bản thì em đã tóm tắt cho anh chị rồi. Đấy, còn vành thì là hồi nãy em cũng có nói là vành nhôm của thương hiệu Retropack, full mặt đạn viết trước sau giữa luôn nha. Đấy, ghi đông này là ghi đông dẹp và cái này đặc trưng của Twitter thôi, ghi đông dẹp. Đấy, về cơ bản thì một con xe như thế này xài truyền động của Tiara thì tạm ổn cho mình sử dụng rồi, nếu đạp không chuyên lắm. Đấy, khung T10 thì xưa giờ nó hiếm, cho nên là đạp cái này cũng không quá gọi là cái gì nhỉ, thời thượng ấy, không quá gọi là bị lỗi mốt đâu. T10 rất là đẹp, T10 rất đẹp. Đấy, đúng không ạ? Ok, thì tạm thời em xin tóm tắt như vậy nhá. 21.300.000 đồng cho em nó. Nếu anh chị có thời gian thì ở khu Sài Gòn ấy thì ghé showroom của Tâm Đức Cycle để tham khảo, còn không thì mình cứ mua qua online thôi. Anh chị hãy liên hệ với các bạn kinh doanh, các bạn ấy sẽ tư vấn cho mình đúng cái sai, đúng cái yêu cầu, chế độ bảo hành như thế nào. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Và nếu còn thắc mắc gì thì hãy đừng ngần ngại và liên hệ với lại các bạn kinh doanh, các anh chị nha. Xin chào.